Mến chào các bạn, hôm nay các bạn cùng Helen tiếp tục xem nhà khu ở Corona. Khu này là mới thành lập, có tên là Sierra Bella nha các bạn. Các bạn cùng Helen xem căn mẫu kế tiếp là mẫu 3. Nhà không có lầu, tầng trệt, đây là ở ngoài của cái nhà. Và bây giờ các bạn cùng Helen đi vào trong nhé, xem như thế nào nhé. Ok, với mẫu 1 thôi nhé. Mẫu 3 có 2 lầu. Còn cái này mẫu 3 mà 1 lầu. Mẫu 3 1 lầu nha các bạn. Chưa biết giá thì nói chung đại khái cho 1 triệu đi ha. Rồi trong xem thấy nhà như thế nào. Không có lầu bước vào cảm thấy nó thoáng hơn đấy. Đẹp quá. Wow. Xem nhà mẫu mà căn nào mình cũng wow cái này chịu gì nổi trời. Nhà này cái tủ không phải màu trắng, tủ màu đen. Ô, phòng ngủ ngủ hả? Đi vào trong cái phòng khách thì nó có một cái phòng ngủ trong này. Và đây một cái phòng ngủ nữa, ngủ quá. Kiểu xây này hơi là lạ nha các bạn. Là đi vào cái phòng khách túc ở trong kia mình chưa đi vô. Thì vô trong này có một cái phòng khách nhỏ giống như là một căn nhà mà có hai căn gì đó trên một mảnh đất vậy. Ngủ quá, có restroom ngay đây để xe. Đó, phòng khách nó ngồi đó nè các bạn. Nhưng mà trong cái chỗ phòng ngủ, ba phòng ngủ này là có thêm một cái phòng khách. Ngủ quá, đẹp quá. Theo lần thích nhà trệt mà, chứ không thích nhà lầu. Ồ, đất bên này cũng rộng nữa nè. Wow. Căn này là hợp lý quá nha. Wow, cái floor này đẹp quá các bạn ơi. Căn này hợp lý hợp lệ lên quay luôn á. Bên tay phải có hai cái phòng bồn tắm, vừa bước vào bên tay trái cái lộng hai cái phòng tắm luôn, một cái ngay đây, cái bên này. Rồi xong cái phòng khách nhỏ ngay đây. Rồi hai phòng ngủ với cái phòng ngủ sau lưng hai lần. Hay quá ha, cái kiểu này design mới nè. Rồi bây giờ đi qua bên kia thì riêng biệt ra, gia đình riêng biệt ra. Wow. Wow. Wow, mày giặt mày xây cái phòng bự vậy nè. Các bạn có thể cho mấy con thú cưng của các bạn ở trên này luôn. Wow, cái tủ ngay đây đã quá. Đây là cửa đi ra ra ra. Giờ mình vào phòng khách chấm nha, cái phòng khách phụ thôi. Wow. Oh my god, cái bếp nó đẹp. Năm 2022 nha các bạn. Mà chưa có lên giá để bán luôn á, mới cho xem nhầm ú thôi đó. Wow, đẹp 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 đẹp. Wow, cái bếp này thì không phải tủ trắng, tủ đen. Nhìn cũng ấm cúng lắm các bạn. Cái gạch lót trên bếp cũng đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Wow, ngay đây thao mà ngồi nhậu luôn nè. Oh, tuyệt vời nha các bạn. Mua nhà này rồi chắc không cần đi ở khách sạn chơi nữa ha. Thì nhà quá đẹp rồi. Wow, mấy cái cây ngồi sau vườn nè. Cái view cũng đẹp nữa các bạn ơi. Để Helen coi, Helen chụp được cái view với lại cái nhà luôn.
Helen nghĩ thì căn này chắc khoảng 950 cho tới 1 triệu đó nha các bạn. Wow, rồi. Mình so far đã coi 3 phòng ngủ rồi, giờ coi cái phòng master bedroom nữa nè. Ôi, em phòng khách mình nó sang, nó đẹp như vậy. Wow, cái gỗ quá sang luôn các bạn ơi. Đẹp cực kỳ. Vườn quá đẹp. Mời quá. Phòng ngủ quá đẹp. Wow. Cũng hơi giống giống cái kiểu bên một á. Hơi giống giống kiểu bên cái đầu tiên video kia hay là quay. Nhưng mà nói chung á, mỗi chỗ một kiểu khác nhau. Ủa mà cái tủ quần áo mà nó rộng như vậy sao mà để đồ luôn. Đẹp quá các bạn, cái gạch lót ngay cho cái sân cũng đẹp nha. Dễ chùi lắm á. Ok rồi, xong cái này mẫu 2 nha. Bắt đầu từ giá 950.000, khoảng 1 triệu. Thì cái người bán nhà thì họ nói chưa có sure. Họ chỉ đoán như vậy thôi. Bây giờ mình phải đợi sau tháng 2 họ mới cho mình biết giá được ha. Bây giờ Helen xin chào tạm biệt các bạn. Và xem cái video này nữa. Các bạn vì Helen đi xem nhà mà các bạn ưa hỏi đó, rồi bỏ video lên có view cho nên Helen thấy như các bạn cũng thích xem nhà mới giống Helen, cho nên Helen chia sẻ luôn. Và các bạn xem những cái video nào thích nhiều thì Helen quay cái đề tài đó nhiều một chút để cho chia sẻ với nhau luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn lại một trong những video nhà mới kế tiếp. Và nếu các bạn có muốn xem cuộc sống Mỹ như thế nào thì các bạn xem luôn những cái video mà Helen có chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ đó. Đẹp quá các bạn ạ. Nhà ở đây view đẹp quá mà người ta phải ngừng lại để mà người ta sống ảo luôn đó các bạn. Nói chung là rất là đẹp, một cái view ở trên hill nhìn xuống, nhìn bao đẹp luôn nha các bạn. Đây, Bella Sierra ở thành phố Corona.